Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Chủ đề 14, ôn tập cuối năm. Bài 68, ôn tập các số trong phạm vi 1.000. Luyện tập, sách giáo khoa. Trang 110. Bây giờ cô mời các em hãy mở sách giáo khoa, chúng mình cùng nhau làm bài tập nhé. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: tìm chỗ đậu cho tàu. Các em hãy quan sát lên bức tranh. Đây là hình ảnh những chiếc tàu. Và trên mỗi chiếc tàu có ghi cách đọc của một số gồm có 3 chữ số đấy. Còn ở đây chính là chỗ đậu. Chỗ đậu của các con tàu có ghi rõ các số tương ứng với cách đọc số trên mỗi con tàu. Để chúng ta tìm được chỗ đậu cho tàu, các em quan sát mẫu. Chiếc tàu màu xanh lá cây có ghi cách đọc của số 527. Và chúng ta sẽ tìm đến số 527 để chúng ta nối. Và đó cũng chính là chúng ta đã giúp tàu tìm được chỗ đậu. Tương tự như vậy, các con tàu còn lại, các em hãy đọc số và nối với cách đọc tương ứng trên mỗi con tàu nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Cách đọc số ở trên con tàu màu vàng đó là 371. Chúng ta sẽ tìm được số đó là số 371 để chúng ta nối. Và đây chính là chỗ đậu cho con tàu màu vàng. Tiếp tục con tàu màu xanh nước biển. Chúng ta sẽ quan sát cách đọc số đó là 206. Chúng ta sẽ tìm đến số 206 để chúng ta nối nhé. Chúng ta đã tìm được chỗ đậu cho chiếc tàu tiếp theo. Và chiếc tàu màu hồng có ghi cách đọc số là 655. Ở đây chúng mình sẽ tìm với số 655 để chúng ta nối. Và đó cũng chính là chỗ đậu cho con tàu màu hồng. Và con tàu cuối cùng có cách đọc đó là 864. Chúng ta sẽ tìm nối đến số 864. Đó chính là chỗ đậu cho con tàu màu xanh da trời. Như vậy, qua cách đọc số, chúng ta đã tìm được nối đến các số tương ứng với cách đọc số đó và cũng chính là tìm được chỗ đậu cho các con tàu rồi đấy. Và qua bài tập số 1 cũng giúp chúng mình về cách đọc số và viết số có 3 chữ số. Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống còn thiếu. Các em hãy quan sát ý A là các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn, lần lượt từ số 251. Và mỗi một số liền kề nhau thì hơn kém nhau một đơn vị. Tăng lên, số liền sau sẽ tăng lên một đơn vị so với số trước nó. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát ở ý A là dãy số đếm tăng lên một số. Ở dãy B cũng là dãy số được đếm tăng lên một đơn vị. Còn ở ý C là dãy số được tăng lên hai đơn vị so với số liền kề. Bây giờ chúng ta hãy bấm dừng hình để chúng ta điền số vào ô trống nhé. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Số 251, 252, 253. Đứng liền sau số 253 là số 254 và tiếp sau số 254 đó là số 255. Và đến số 256. Sau số 256 là số 257 và sau số 257 là số 258 và cuối cùng là số 259. Tiếp tục ý B. Số 992, sau đó là số 993 và liền sau số 993 đó là số 994. Liền sau số 994
đó là số 995. Tiếp theo đó là số 996. Và liền sau số 996 là số 997. Tiếp tục đó là số 998. Và liền sau số 998 đó là số 999. Và cuối cùng là số 1000. Tiếp theo ý C, số 590. Cách hai số nữa, hai đơn vị thì số đến số 592. Thêm hai đơn vị nữa là 594. Và số còn thiếu ở đây thêm hai đơn vị nữa là 596. Thêm hai đơn vị là 598. Tiếp tục thêm hai đơn vị nữa là số 600. Thêm hai đơn vị vào số này thì chúng ta sẽ được số kế tiếp đó là 602. 604 và thêm hai đơn vị vào chúng ta sẽ được số 606. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Ở bài tập số 2 giúp chúng mình củng cố về cách đếm số tăng lên một đơn vị và đếm số tăng lên hai đơn vị. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc dấu bằng vào ô trống. Các em hãy vận dụng cách so sánh số có 3 chữ số với số có 3 chữ số để chúng ta làm bài nhé. Chúng ta sẽ thực hiện so sánh lần lượt từ số trăm đến số chục và đến số đơn vị. Nếu số trăm bằng nhau, chúng ta sẽ so sánh đến số chục. Nếu số chục bằng nhau, chúng ta sẽ so sánh tiếp đến số đơn vị. Và nếu như các số trong cùng hàng đều bằng nhau, thì hai số đó bằng nhau. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Ở dãy số so sánh đầu tiên, đó là chúng ta so sánh thấy số trăm bằng nhau. Số chục, ba chục bé hơn tám chục, chúng ta điền luôn dấu bé hơn. Tiếp tục là đến số 700 và 800, thì so sánh hai số đầu chúng ta thấy 700 bé hơn 800, chúng ta cũng điền dấu bé hơn. Số tiếp theo đó là 600 bằng 600, 70 bằng 70. Hai đơn vị bé hơn 7 đơn vị, chúng ta sẽ điền dấu bé hơn. Tiếp tục 300 bằng 300, 0 chục bằng 0 chục. 8 đơn vị lớn hơn 0 đơn vị, chúng ta sẽ điền dấu lớn hơn. Tiếp tục là chúng ta so sánh 500 bằng 500, 2 chục lớn hơn 1 chục, chúng ta điền dấu lớn hơn. Tiếp tục chúng ta so sánh ở đây số có 3 chữ số thì đương nhiên sẽ lớn hơn số có 2 chữ số. Tiếp tục chúng ta so sánh 900 lớn hơn 800, chúng ta điền luôn dấu lớn hơn mà không cần phải so sánh đến các số ở hàng tiếp theo. Tiếp theo là 200 bằng 200. Một chục bé hơn hai chục, chúng ta điền dấu bé hơn. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Ở bài tập này củng cố cho chúng ta về cách so sánh và điền dấu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 ý A yêu cầu như sau. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Các em hãy quan sát trên mỗi hình mình con vật có ghi một số có 3 chữ số và có con vật này đang chơi trò chơi tung bóng đấy. Các em hãy giúp các con vật này xếp các số ở trên mình các con vật theo thứ tự từ bé đến lớn nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta viết các số đó nào. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Để chúng ta viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn thì các em phải so sánh các số với nhau. Đầu tiên chúng ta so sánh hàng trăm. 500, 600, 400, 400 thì số bé hơn đó là số 400. Có hai số 400 thì chúng ta sẽ so sánh số chục. 30 bé hơn 90. Vậy số bé nhất ở đây đó là số 435. Sau đó đến số 490 và đến số 527 và cuối cùng là số 618. Đây là dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn. Tiếp tục ý B. Trong các số trên, số nào lớn nhất, số nào bé nhất? Vậy chúng ta vừa tìm được rồi, số lớn nhất ở đây đó chính là số 618.
Còn số bé nhất ở đây đó là số 435. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 4. Ở bài tập số 4 này giúp chúng mình củng cố về cách so sánh các số có 3 chữ số với nhau và tìm được ra số nào lớn nhất và số nào bé nhất trong các số. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 5 nhé. Bài tập số 5 yêu cầu như sau: tìm chữ số thích hợp. Ở trong các số này là dãy số so sánh các số với nhau và trong đó thì có một số đã bị che đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm số thích hợp để điền vào ô trống sao cho chúng ta có cách so sánh phù hợp. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở đây chúng ta so sánh 200 bằng 200. Vậy số nào sẽ bé hơn số 1 chục? Đương nhiên đó là số 0 chục. Vậy số cần điền ở đây đó chính là số 0. Tiếp tục chúng ta so sánh số trăm. 800 bé hơn mấy trăm? 800 bé hơn 900. Vậy số cần điền ở đây chính là số 9. Tiếp tục là số, ở đây là số đơn vị. Số trăm, số chục bằng nhau. Chúng ta so sánh đến số đơn vị. Số nào lớn hơn số 8? Vậy số cần điền ở đây chính là số 9. Tiếp theo ở đây, 700 không chục là bằng nhau. Chúng ta so sánh đến số đơn vị. Một đơn vị lớn hơn mấy đơn vị? Vậy một đơn vị lớn hơn không đơn vị. Do đó vị trí này chúng mình sẽ điền đó là số 0. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 5. Ở bài tập này giúp chúng mình củng cố về cách tìm chữ số thích hợp. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.